Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Khi các bạn thích một cái tai nghe kiểu dạng earbuds giống như nhà Apple, thế nhưng các bạn lại muốn chúng ta phải là một cái tai nghe không dây cơ, tai nghe Bluetooth cơ. Đấy. Đương nhiên mua AirPods thì nó là sự lựa chọn quá tuyệt vời rồi, nhưng mà đâu phải ai bỏ ra số tiền quá lớn mấy triệu đồng cho cái AirPods đúng không? Thì hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một cái tai nghe có thể nói là đeo thoải mái như là earbuds của nhà Apple, mà mức giá của nó thì quá tốt, chỉ là 250k mà thôi. Và đương nhiên các bạn cũng có thể đặt mua tại cái page Tony Accessory của mình. Các bạn bấm vào link ở phía bên dưới phần mô tả video để kết nối đến cái chatbot nhá. Cái này thì được phân phối bởi Ecomobi, thế nên là các bạn yên tâm về vấn đề chất lượng. Tuy nhiên thì mình cũng chia sẻ luôn nhá, nếu như chúng ta gặp những cái vấn đề liên quan đến hàng hóa sản phẩm mà các bạn cần phải yêu cầu bảo hành ấy, thì các bạn có thể truy cập vào cái page này của mình, bấm vào chỗ phần hỗ trợ khiếu nại ở đây. Sau đó chúng ta sẽ bấm vào phần hỗ trợ. Đó, thì ở đây mình có cái phần khiếu nại giao hàng này, khiếu nại sản phẩm, yêu cầu bảo hành và tư vấn sản phẩm. Thì các bạn có thể lựa chọn những yêu cầu ở đây, ví dụ như yêu cầu bảo hành này. Sau đó ví dụ như các bạn lựa chọn cái mẫu sản phẩm các bạn mua, yêu cầu mô tả ở đây. Nếu như các bạn chụp lại được những cái vấn đề lỗi của nó thì có thêm ảnh minh họa rồi gửi. Thì bên bộ phận bảo hành sẽ liên hệ đến cho các bạn và tiếp nhận bảo hành các kiểu. Nói chung là anh em có thể yêu cầu những cái vấn đề ở đây. Tại vì thực tế thì đơn hàng thì rất là nhiều mà mình thì không thể nào mình chăm mình theo dõi được trên cái page. Thế nên là nếu như các bạn gặp những cái vấn đề gì liên quan đến sản phẩm thì có thể yêu cầu ở đây giúp mình một chút nha. Đó, chia sẻ nhanh một chút như thế này mà thôi. Rồi bây giờ quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta, chính là cái tai nghe rất là xịn sò, giá tốt đến từ Toto ở đây. Hộp ở bên trong thì cũng không có gì nhiều đâu, các bạn sẽ được tặng kèm thêm một cái cáp sạc để mà chúng ta có thể sạc pin lại được cho cái tai nghe này mà thôi nhá. Thì điểm sơ qua một chút về cái mặt thiết kế thì nó là một cái tai nghe Bluetooth thông thường theo kiểu có dây quàng cổ bình thường thôi. Chúng ta sẽ có một cái cục nhỏ ở đây để mà điều khiển tăng giảm âm lượng này, play power, sạc lại pin, và đương nhiên sẽ có một cái mic để mà giúp các bạn đàm thoại tốt hơn. Thì cái điểm cộng chính là cái việc đeo quàng vào cổ ấy, vậy nên cái phần mic này nó sẽ ở ngay mồm các bạn, và đương nhiên chúng ta sẽ có thể đàm thoại khi mà chúng ta gọi video call rồi là nghe gọi mọi thứ đều dễ hơn. Kể cả các bạn mà có chơi game thì chửi đồng đội, nói chung là mấy thằng đồng đội óc cửa hó của mình nó nghe nó cũng rõ hơn. Đặc biệt là trong mấy game kiểu Liên Quân Mobile mà có bát tổng các kiểu mà gọi không thấy thưa, là các bạn cứ yên tâm, không bao giờ có cái chuyện chúng nó nói một câu mày nói tao không nghe thấy gì cả. Cái này thu tốt đừng có hỏi luôn, anh em yên tâm. Còn về cái phần housing của chúng ta thì như mình đã nói là nó có cái thiết kế giống với cả cái earpods earbuds của Apple, earpods earbuds kiểu dạng thế, tức là earpods nó là dạng earbuds. Đó, nó sẽ chỉ đơn giản là gài vào tai và các bạn có thể nghe được một cách rất là dễ dàng. Và như mình cảm nhận và đeo thử thì cảm giác nó không khác biệt một chút nào so sánh với cả cái tai nghe của nhà Apple. Tại vì từ cái thiết kế rồi từ cái cảm giác đeo vào tương tự hoàn toàn. Có chăng là cái phần thanh ở bên dưới này mình thấy là nó bé hơn một chút xíu, và nó cũng dễ gài vào tai của bạn hơn. Tại vì hốc tai của bạn có nhiều bạn thì sẽ hơi nhỏ, thế nên nhỏ như thế này nó cũng không khiến cho cái vành tai của bạn bị cấn một tí nào. Nói chung là ok. Trải nghiệm cảm giác đeo ok, mic bắt ok, thiết kế gọn gàng, đơn giản, dễ đeo ok. Vậy thì những cái trải nghiệm khác về pin và chất âm thì sao? Nói về pin thì cái tai nghe này mình cả trải nghiệm thì nó loanh quanh đâu đó vào khoảng tầm 3 tiếng hơn. Đây là một cái thời lượng pin mình đánh giá không thực sự quá cao, nhưng mà trong cái tầm giá chỉ tầm khoảng 250, mình cũng không thể nào yêu cầu được quá nhiều. Bên cạnh đó, bởi vì nó là tai nghe Bluetooth thì nên các bạn có thể kết nối với cả iOS lẫn Android mà cũng không cần phải đắn đo quá nhiều về cái mặt đấy là kết nối có ổn hay là không. Thế nhưng mà cái nút tăng giảm âm lượng như thế này thì nó sẽ là điều chỉnh cái âm lượng trên chính cái tai nghe này. Nó không tích hợp với cả những cái mẫu điện thoại của các bạn, với một vài những sản phẩm nhất định thì thậm chí nó không thể nào điều chỉnh được thông qua điện thoại, mà nó sẽ chỉ đơn giản là điều chỉnh cái âm lượng trên cái tai nghe này mà thôi. Thế nên các bạn cũng sẽ cần phải lưu ý một cái điểm nhỏ như thế này nhá. Nói về chất âm đi, thì đây là một cái tai nghe dạng earbuds, thế nên các bạn sẽ không thể nào đòi hỏi được cái chất âm quá tốt ở cái mặt âm bass. Có thể nói rằng cái tai nghe này âm bass nó khá là yếu và nghe nó hơi bị bẹt bẹt một tí, nghe nó có một chút gì đấy nó không thoải mái tai cho lắm. Và âm bass là một cái mà có thể nói nếu như bạn nào là bass head, tức là nghe nhạc chỉ toàn bass đập xình xình thì không thực sự là ngon. Thế nhưng cái hay của nó đấy là âm mid và âm high của nó thì khá là ổn. Âm high của nó thì thể hiện hơi bị gắt nhẹ một tí, chi tiết cao. Thế nên nếu như bạn mà nghe âm lượng lớn trong một khoảng thời gian dài sẽ thấy nó hơi khó chịu tai một chút xíu. Nhưng mà giảm âm lượng đi một chút thì ok. Âm trung thể hiện rất ổn. Và nếu như các bạn nghe những cái thể loại mà tôn giọng hát lên một tí, ví dụ như bài gì mới của Quân AP mà cái gì chia tay gì đó, tự nhiên quên mất tên rồi, thì ok. Hay là các bạn nghe những thể loại nhạc của Mỹ Tâm, Adele cũng ổn. Kể cả các bạn đeo cái này để mà chơi game thì nghe tiếng súng để mà định hướng cũng khá ngon luôn. Đó, vậy nên nói chung là cái tai nghe này âm bass nó không phải là điểm cộng, nhưng bù lại những giải khác thì ok.
Tổng kết lại thì với cái tai nghe đến từ Tōtu này của mình, giá tốt, chỉ là 250, chúng ta có một thiết kế đẹp, dễ đeo, nói chung là trải nghiệm thì thực sự rất là ngon, mic bắt ok, pin tạm ổn với đâu đó từ khoảng hơn 3 tiếng sử dụng, sạc lại bằng cổng micro USB cực kỳ dễ dàng, và chất âm của nó thì thiên về cái âm trung, âm bass không thực sự quá ngon. Và các bạn nghĩ sao về cái mẫu tai nghe này, về cái mẫu Tōtu này? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video và đừng quên là nếu muốn mua thì có thể mua ngay thông qua cái link tại Tony Accessory ngay phía bên dưới phần mô tả video này nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.